Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Bệnh rời leo, zona, triệu chứng, nguyên nhân điều trị và cách chữa bệnh tự nhiên. Cố dân lần thuế hơn 10 triệu đô la, một người đàn ông ở miền Nam California bị tù 10 năm một người đàn ông gốc Việt bị bắt ở Alabama vì nổ súng chết người. Liên bang điều tra hệ thống hỗ trợ lái xe Dash của Ford sau vụ tông chết người. Cựu cố vấn tòa bạch ốc Peter Navarro vào tù vì vụ 6 tháng 1. Bà Lara Trump chia sẻ cách Ủy ban Quốc gia đã Cộng hòa đang dấn thân vào cuộc đua theo cách khác. Tin từ New York, Thẩm phán Hon Martin cho phép Michael Cohen, cựu luật sư và cô Stormy Daniels làm chứng trước phiên tòa truy tố của Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Donald Trump đã kiện đại ABC News và George Stephanopoulos, cáo buộc họ đã phỉ bán. Thẩm phán Aileen Cannon đã trao chiến thắng khác cho cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ kiện tài liệu mật của ông. Công ty Unilever sẽ tách riêng đơn vị ice cream, dự định sẽ sa thải 7.500 nhân viên tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Nga nói rằng quân Nga đã chiếm thêm khu định cư Olivka ở tỉnh Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Tổng thống Putin sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 5. Tin Việt Nam, Viện Kiểm sát ở Sài Gòn đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, bệnh rời leo zona, triệu chứng, nguyên nhân điều trị và cách chữa bệnh tự nhiên khoảng một phần ba người mỹ sẽ bị bệnh dời leo là bệnh zona trong cuộc đời mặc dù tỷ lệ mắc bệnh dường như không đổi hoặc đang giảm trong những năm gần đây nhưng nguy cơ bị bệnh zona vẫn tăng theo lứa tuổi mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bệnh này có thể xảy ra gây những cơn đau khó chịu Bệnh zona không có nhiều loại khác nhau. Đây là một bệnh lý nhiễm virus do hoạt động của virus varicella zoster, VZV, còn được gọi là virus herpes người type 3, cùng loại với virus gây bệnh thủy đậu. Nếu từng bị bệnh thủy đậu, bạn đã tiếp xúc với virus này. Loại virus dễ lưu tồn trong cơ thể bạn cho tới hết cuộc đời. Sau nhiều năm virus có thể tái hoạt động dưới dạng bệnh dời leo zona. VZV là một họ của virus herpes. Bệnh zona là khi virus tấn công các dây thần kinh trên khắp cơ thể, gây ra các triệu chứng đau đớn khó chịu. Bệnh dời leo có thể kéo dài khoảng 2 đến 6 tuần và xuất hiện một số triệu chứng như sốt, nhức đầu thờ ơ, ớn lạnh, đầy bụng, buồn nôn khó tiêu, ngứa đau nhói hoặc nóng rát ở vùng da bị tổn thương, cơn đau giống như bị điện giật, da đỏ tấy, phát ban, thường thấy nhất ở thân mình, các mụn nước chứa nhiều dịch trên nền phát ban, bị thay đổi thị lực nếu dây thần kinh thị giác bị tổn thương, khó nhìn, nhạy cảm với ánh sáng, mù lòa, khi di chuyển dọc theo các dây thần kinh, virus zona làm xuất hiện các phát ban dạng giải ở một bên cơ thể tương ứng với vị trí dây thần kinh bị tổn thương. Khi đó thì bệnh chưa lan ra khắp cơ thể. Mặc dù các triệu chứng có thể gây khó chịu, nhưng đối với những người trưởng thành khỏe mạnh có hệ miễn dịch tốt, bệnh giờ leo thường không đe dọa tới tính mạng. Người lớn suy giảm miễn dịch có nhiều nguy cơ bị biến chứng do bệnh giờ leo. Quý vị có thể bị bệnh thủy đậu, và có thể quý vị không nhớ đối với nhiều người thì virus có thể không hoạt động và không bao giờ phát triển thành bệnh zona mặc dù lý do tái hoạt động của virus vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn nhưng người ta tin rằng virus zona có thể hoạt động lại nếu hệ miễn dịch suy yếu hoặc là bị tổn hại hoặc bởi thuốc ức chế miễn dịch hoặc căng thẳng cao độ khi già đi thì chức năng miễn dịch giảm dần khiến cho quý vị dễ dàng mắc bệnh zona hơn không có phương pháp đặc biệt điều trị bệnh zona, nhưng có những phương pháp hiệu quả giúp kiểm soát virus và các triệu chứng của bệnh. Lưu ý rằng hiệu quả điều trị tốt nhất là trong vòng 72 tiếng kể từ khi nổ phát ban, bắt đầu dùng thuốc kháng virus trong khoảng thời gian này giúp ngăn ngừa biến chứng đau dây thần kinh sau herpes. Tuy nhiên, thuốc chống virus vẫn có thể hữu ích sau 72 tiếng nếu vẫn mọc thêm các mụn nước mới. Những loại thuốc giảm đau khác như là miếng dán capsaicin, thuốc chống co giật Thuốc chống trầm cảm, thuốc gây tê và chiếc steroid có thể được kê toa để điều trị bệnh zona, một cách chữa trị tự nhiên là tắm ngâm trong bồn tắm với nước ấm hòa cùng với bột yến mạch giúp làm dịu các vết phòng rợp. Đổ 1 đến 2 chén bột yến mạch dạng keo vào nước ấm. Ngoài ra thì tắm với nước lạnh hoặc tắm vòi sen cũng giúp mát vùng da bị viêm, tránh nước nóng có thể làm nặng thêm các triệu chứng. Hãy chườm lạnh lên vùng bị tổn thương cũng giúp giảm bớt sự khó chịu do phòng rợp hoặc phát ban sử dụng thuốc chống ngứa những phương pháp giảm ngứa như baking soda trộn với bột bắp và hoặc là kem chống ngứa như calamine cũng có tác dụng làm khô những mụn nước thực phẩm chống viêm trợ giúp miễn dịch có thể nâng cao sự miễn dịch và ngăn ngừa sự tái hoạt động của virus việc bổ sung các loại thực phẩm nhiều màu sắc có thể giúp chống bổ sung chất chống oxy hóa ngoài ra cung cấp đầy đủ protein là điều cần thiết để gia tăng miễn dịch cho cơ thể có đầy đủ lượng vitamin D trong máu cũng giúp gia tăng hệ miễn dịch của cơ thể, từ đó ngăn chặn virus hoạt động. Một nghiên cứu hồi năm 2019 trên tạp chí Chất Dinh Dưỡng đã tìm thấy bằng chứng về mối liên quan giữa lượng vitamin D thấp và bệnh dời leo. Ngoài ra, một nghiên cứu ở Nam Hàn cho thấy tỷ lệ vitamin D thấp trên những bệnh nhân nhập viện vì bệnh herpes zoster cố gian lận thuế hơn 10 triệu đô la, một người đàn ông ở miền Nam California bị tù 10 năm. Một người đàn ông từng làm nghề khai thuế ở Orange County đã bị kết án liên bang 10 năm tù vào ngày thứ Hai 18 tháng 3 vì gian lận thuế hơn 10 triệu đô la của sở thuế IRS và hàng loạt cơ quan thuế cấp tiểu bang. Văn phòng công tố Hoa Kỳ ở California đã ra thông cáo báo chí cho hay, ông Stephen J. McGonigal, 67 tuổi, là cư dân của Victorville, còn bị tòa bắt buộc bồi thường 1 triệu 200 ngàn đô la mà ông đã lấy của nạn nhân ở hơn 10 tiểu bang, bao gồm California. Vào năm ngoái, ông McGonigal đã bị tòa kết tội đồng lõa lừa đảo Hoa Kỳ, đồng lõa gian lận và trộm cắp tin tức riêng tư. Lợi dụng kinh nghiệm khai thuế lâu năm, ông đã cầm đầu đường dây gian lận lớn, trong đó ông sử dụng số an sinh xã hội ăn cắp của nạn nhân để khai thuế gian lận và xin hoàn thuế hàng triệu đô la. Đường dây này bắt đầu hoạt động năm 2013, kéo dài hơn 5 năm và mở rộng ra hai quốc gia khác, công tố viên cho biết. Theo cáo trạng, theo ông Mark đã cử đồng bị cáo của ông qua Thái Lan để lấy những tin tức riêng tư giả, rồi lấy những tin tức ăn cắp đó khai thuế gian lận tại văn phòng thuê ở Costa Rica. Ông yêu cầu chuyển tiền hoàn thuế vô thẻ ngân hàng được ông gửi tới hộp thư thương mại ở Orange County và nhiều nơi khác. Ông còn yêu cầu chuyển tiền vô trương một ngân hàng của ông và đồng bị cáo của ông. Điều tra viên đã dò ra địa chỉ trên Internet mà đường dây của ông McGonigal dùng để khai thuế gian lận là từ văn phòng của ông thuê ở Costa Rica. Bằng cách theo dõi trực tiếp và kiểm tra hồ sơ đi lại, giới chức công lực xác định ông đã thuê nhân viên ở Costa Rica giúp ông khai thuế gian lận. Tại phiên tòa kết án ở Santa Ana ngày thứ hai, ông James V. Selna là chánh án liên bang California quyết định không tuyên án hơn 20 năm tù như phía công tố viên yêu cầu. Ông cho hay bản án đó giống như chung thân vì ông McGonigal hiện đã lớn tuổi. Một người đàn ông gốc Việt bị bắt ở Alabama vì nổ súng chết người. Cảnh sát đã xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm trong vụ xả súng chết người ở Bel Air Apartments chiều ngày Chủ nhật. Cảnh sát được gọi đến khu nhà ở Bel Air sau 4 giờ chiều ngày Chủ nhật vì một người đàn ông bị bắn. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện Aaron Lau, 24 tuổi, chết vì vết thương do đạn bắn, theo thông cáo báo chí. Cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Alex Trần, 25 tuổi, tại hiện trường và đã bắt giữ Alex Trần. Trong quá trình điều tra thì cảnh sát tìm hiểu được rằng hai người đàn ông được cho là quen biết nhau từ trước và đã xảy ra cãi vã trước khi vụ nổ súng xảy ra. Alex Trần đã bị giam giữ tại Mobile Metro Jail và bị truy tố tội giết người. Liên bang điều tra hệ thống hỗ trợ lái xe Dash của Ford sau vụ tông chết người. Sở An toàn Giao thông xa lộ quốc gia NHTSA ngày thứ Hai 18 tháng 3 đã loan báo bắt đầu điều tra vụ chiếc xe Ford Mustang Match E tông chết người ở Texas mới đây mà giới chức nghi ngờ chiếc xe này lúc đó đang sử dụng hệ thống hỗ trợ lái xe Dash theo CNN. Những hãng xe hơi đang ca ngợi Dash là cách giảm tai nạn, nhưng giới chức an toàn giao thông liên bang lo ngại tài xế dễ gây tai nạn vì quá lệ thuộc vào hệ thống này. Mặc dù từ năm 2016 tới nay, NHTSA điều tra gần 40 vụ đụng xe có dính líu tới xe Tesla làm 20 người thiệt mạng mà họ nghi là tài xế đang sử dụng DAS tối tân như Autopilot, hệ thống tự lái. Nhưng đây là lần đầu tiên NHTSA điều tra DAS của hãng Ford. Trung bình mỗi năm, NHTSA mở hơn 100 cuộc điều tra đặc biệt về kỹ thuật mới cũng như vấn đề an toàn xe cổ khác. Ngoài xảy ra, thứ sáu tuần trước thì Hội đồng An toàn Giao thông Vận tải NTSB loan báo điều tra vụ đụng xe của chiếc xe Ford Mustang Mach-E vào ngày 24 tháng 2 ở Antonio, Texas. NTSB cho hay họ điều tra vụ này là vì vẫn quan tâm tới đá tối tân cũng như cách tài xế sử dụng những kỹ thuật này. Theo điều tra ban đầu, chiếc xe Ford đã đụng vào phía sau của chiếc xe Honda CRV đang dừng trên xa lộ 10. Lúc đó thì chiếc xe Ford đang tự lái một phần. Cảnh sát San Antonio đã báo cáo. Tài xế xe Honda CRV, ông Jeffrey Allen, 56 tuổi, cư dân của Austin, được đưa vào bệnh viện và qua đời ở đó, cảnh sát cho hay. Hãng Ford từng tuyên bố Blue Cruise của họ là hệ thống từ lái tối tân có thể hoạt động trên 97% xa lộ ở Mỹ và Canada, không có ngã tư hoặc đèn giao thông. Phát ngôn viên của Ford cho hay hãng báo cáo cho NHTSA ngay khi biết sự việc và chúng tôi đang tìm tất cả những tin tức có thể tìm được. An toàn là ưu tiên hàng đầu của Ford và chúng tôi sẽ cộng tác đầy đủ với bất cứ cuộc điều tra nào. Trong mấy năm gần đây, NTSB đã vài lần điều tra DOS tối tân như Autopilot và hệ thống hoàn toàn tự lái FSD của xe Tesla. Cựu cố vấn tòa bạch ốc Peter Navarro vào tù về vụ 6 tháng 1. Ông Peter Navarro, cố vấn tòa bạch ốc của cựu tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay, 19 tháng 3, đã đến trình diện tại nhà tù liên bang ở Miami, Florida để bắt đầu thụ án 4 tháng tù giam. Trước khi ra trình diện, ông Navarro đã tổ chức một cuộc họp báo tại một bãi đậu xe của khu mua sắm gần nhà tù, gần tiệm bánh Pizza Papa Charles. Cựu cố vấn Navarro trình bày một tuyên bố bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ và cơ quan tư pháp truy tố ông và tự nhận mình là nạn nhân của một cuộc đàn áp chính trị. Ông nói, tôi sẽ bước đi một cách đầy tự hào vào tù theo bản án, tôi có được sức mạnh nhờ điều này. Ông Navarro đã bị kết tội khinh thường quốc hội vì từ chối tuân theo trác đòi hậu tòa từ Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ viện. Ủy ban điều tra của Hạ viện đưa trác đòi ông trình diện vào tháng 2 năm 2022, nhưng ông từ chối cung cấp tài liệu hoặc lời khai, viện dẫn đến đặc quyền hành pháp vì đã làm việc với cựu tổng thống nhưng ông John Robert, chủ tịch tối cao pháp viện, đã lưu ý trong quyết định giữ lệnh trình diện tại nhà tù rằng tòa phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết rằng Navarro không thể hoàn toàn phớt lờ quốc hội và vẫn có nghĩa vụ xuất hiện trước quốc hội và việc trả lời các câu hỏi nằm ngoài phạm vi đặc quyền hành pháp. Chánh án liên bang Ahmed Mader khi tuyên án vào tháng 1 nhấn mạnh rằng cựu cố vấn không phải là nạn nhân, bất chấp những tuyên bố của ông Navarro. Bà Lara Trump chia sẻ cách Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đang dấn thân vào cuộc đua theo cách khác. Bà Lara Trump, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa RNC và đồng thời cũng là con dâu của cựu tổng thống Donald Trump, xác nhận rằng bà và những người đứng đầu mới khác đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với việc xây dựng lại nhiều mặt nhân sự tại RNC. Trong cuộc phỏng vấn, bà không tiết lộ số lượng nhân viên RNC bị sa thải vào ngày 11 tháng 3 khi bà và những người khác lên nắm quyền. Bà cho biết họ vẫn chưa quyết định con số cuối cùng vì có một số người sẽ quay lại và có một số người sẽ không quay lại. Tuy nhiên, bà nói những hành động tức thời của những người đứng đầu mới chứng tỏ chúng tôi thật sự rất nghiêm túc đối với mục tiêu cao nhất của đảng Cộng Hòa, giúp cựu tổng thống Donald Trump và các thành viên đảng Cộng Hòa khác giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Những hành động tức thời đó là quyên tiền, chi tiêu khôn ngoan, thu hút cử tri và bảo đảm phiếu bầu của họ được tính. Đây là một sự khởi đầu mới mẻ ở RNC, bà Lara Trump đã nói. Tôi nghĩ đây là một sự mới mẻ khác, thú vị đối với mọi người khi chứng kiến nhiều việc chúng tôi làm. Bà và những người đứng đầu khác, trong đó có cả chủ tịch mới là ông Michael Wattley, người đứng đầu đảng Cộng hòa của North Carolina, đang phải làm tất cả những gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi không đến đây để giao kết bằng hữu, chúng tôi đến đây để giành chiến thắng," bà nói. "Nếu quý vị thực sự tập trung vào mục tiêu đó, quý vị phải nói không với mọi người, quý vị phải có những cuộc đối thoại cứng rắn." Liệu những thay đổi này có đem lại lợi ích cho Đảng Cộng hòa hay không vẫn là điều còn phải chờ xem, nhưng bà Laura Trump bày tỏ quyết tâm làm việc vì lợi thế của toàn thể Đảng Cộng hòa chứ không phải chỉ riêng cựu tổng thống Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 3, bà nói thẳng vào cuối tuần sau khi bà và ông Watley được bầu làm đồng chủ tịch ONC, Đảng Cộng Hòa đã có một đợt gây quỷ cuối tuần lớn nhất kể từ năm 2020. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Tin từ New York, thẩm phán Hon Martin cho phép Michael Cohen, cựu luật sư và cô Stormy Daniels làm chứng trước phiên tòa truy tố của Tổng thống Donald Trump. Trong hai quyết định riêng biệt được đưa ra vào ngày thứ hai, thẩm phán Horn Merchant đã ra phán quyết về hơn 10 yêu cầu giữa hai bên nhằm loại trừ các bằng chứng khác nhau. Phiên tòa dự định sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai tới là ngày 25 tháng 3, nhưng đã bị trì hoãn ít nhất vài tuần. Vụ án vẫn có thể được đưa ra bồi thẩm đoàn vào mùa xuân này và trở thành phiên tòa hình sự đầu tiên của cựu tổng thống Donald Trump. Biến lý Prague đã cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump làm giả hồ sơ kinh doanh một cách bất hợp pháp khi ông hoàn trả cho luật sư Cohen số tiền trả cho bà Daniels. Một nữ minh tinh phim người lớn tuyên bố có sự quan hệ với cựu tổng thống Donald Trump. Cựu tổng thống Donald Trump phủ nhận vụ việc, không nhận tội với 34 cáo buộc của biện lý Các công tố viên đã coi khoản chi này là một phần của kế hoạch che giấu tin tức rộng hơn nhằm dập tắt những tin đồn xấu về cựu tổng thống dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Phán quyết của thẩm phán Merchant cho phép các công tố viên tại phiên tòa không chỉ gọi Daniels và Cohen là nhân chứng, mà còn cả cựu người mẫu Playboy là cô Karen McDougal và cựu người gác cửa của Trump World Tower là ông Dino Sachudin, người đã từng nói cựu tổng thống Donald Trump có quan hệ với một nữ nhân viên trong tòa nhà. Cả hai cũng đã khẳng định họ cũng được cựu tổng thống Donald Trump chi tiền. Thẩm phán Merton viết rằng từ khi biện lý đưa ra bằng chứng thỏa đáng, lời khai về Sartredin và McDougall sẽ bị giới hạn ở sự thật và có thể không khám phá các chi tiết cơ bản về những gì được cho là đã xảy ra giữa những người đó và cựu tổng thống Trump. Merton thêm rằng ông sẽ giải thích chi tiết hơn khi bắt đầu phiên tòa. Cựu tổng thống Donald Trump đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của cả ba người được cho là đã được trả tiền. Các luật sư của cựu tổng thống nói ông Cohen là một người nói dối, người không được phép đứng ra lập trường vì những rắc rối pháp lý trong quá khứ của ông. Merton nói rằng phán quyết của ông về truy tố có chọn lọc sẽ không ngăn cản một trong hai bên tìm cách luận tội bất cứ nhân chứng nào khi thẩm vấn chéo. Cựu tổng thống Donald Trump đã kiện đại ABC News và George Stephanopoulos cáo buộc họ đã phỉ bán Nhóm pháp lý của cựu tổng thống Trump đã cáo buộc họ phỉ bán cựu tổng thống khi người dẫn chương trình chất vấn dân biểu Nancy Mace về sự ủng hộ của Mace đối với cựu tổng thống Donald Trump. Cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 3 trên This Week đã gây chú ý sau khi dân biểu Mace, người cũng đã từng bị cưỡng hiếp, cáo buộc Stephanopoulos đang cố gắng làm xấu mặt cô bằng cách thăm dò lý do tại sao cô lại ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, bất chấp những phán quyết gần đây của Bồi thẩm đoàn New York rằng cựu tổng thống Donald Trump đã có tội tấn công tình dục nhà báo E. Jean Carroll và sau đó là phỉ bán nạn nhân tình dục của ông vụ kiện của cựu tổng thống Donald Trump được đệ trình ngày thứ hai 18 tháng 3 nhắm vào việc Stephanopoulos ở nhiều điểm trong câu hỏi mà ông nói rằng cựu tổng thống Trump đã bị kết tội phải chịu trách nhiệm về tội hiếp dâm. Bộ thống đoàn đã kết luận cựu tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về lạm dụng tình dục theo luật New York nhưng không phải là tội hiếp dâm. Stephanopoulos hỏi trong cuộc phỏng vấn, các thẩm phán và hai bồi thẩm đoàn riêng biệt đã tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm về tội hiếp dâm và phỉ bán nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đó. Làm thế nào mà bạn thể hiện sự tán thành của mình đối với Donald Trump với lời khai mà chúng tôi vừa thấy? Luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, Alejandro Prido, viết trong đơn kiện dài 20 trang, những tuyên bố này đã và vẫn là sai sự thật và được đưa ra bởi bị cáo Stephanopoulos với ác ý thực sự hoặc với sự coi thường sự thật một cách liều lĩnh và ông ta biết rằng những tuyên bố này rõ ràng là sai sự thật thật vậy bộ thẩm đoàn đã phát hiện rõ ràng rằng nguyên đơn không phạm tội hiếp dâm và được trình bày dưới đây bị đơn George Stephanopoulos đã biết về kết luận của bộ thẩm đoàn về vấn đề này nhưng vẫn tuyên bố sai sự thật Cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu số tiền bồi thường thiệt hại không xác định trong vụ kiện được đề trình tới Tòa án Liên bang ở Miami. ABC News từ chối bình luận. Thẩm phán Aileen Cannon đã trao chiến thắng khác cho cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ kiện tài liệu mật của ông. Thẩm phán Aileen Cannon yêu cầu cố vấn đặc biệt Jack Smith giao nộp tất cả các tài liệu mật cho bồi thẩm đoàn để xem xét kỹ lưỡng. Nếu họ từ chối làm như vậy thì vụ án có thể hủy bỏ. Tờ Daily Beast đưa tin rằng phán quyết của thẩm phán Cannon được đưa ra vào tối ngày thứ hai đã đẩy ông Smith vào chân tường khi đưa ra bằng chứng cho thấy cựu tổng thống Donald Trump có thể đã lấy các tài liệu từ tòa bạch ốc chứa bí mật quốc gia và những tin tức có độ nhạy cảm cao khác hoặc bồi thẩm đoàn gồm các công dân tư nhân có cơ hội xem xét các tài liệu hoặc Smith có nguy cơ bồi thẩm đoàn sẽ tha bổng cho cựu tổng thống Donald Trump vì thiếu bằng chứng cho thấy bất cứ thứ gì ông sở hữu thật sự là quan trọng. Trong phán quyết của mình, thẩm phán Cannon viết rằng, Smith phải xem xét một số tình huống khi trình bày vụ việc của mình, hoặc bồi thẩm đoàn được phép kiểm tra tất cả các tài liệu mà cựu tổng thống Trump đã giữ lại, và tuyên bố là vật lưu niệm riêng tư hoặc bồi thẩm đoàn phải được hướng dẫn rằng một tổng thống có toàn quyền phân loại hồ sơ là cá nhân hoặc tổng thống trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Kennan nói thêm rằng đạo luật hồ sơ tổng thống năm 1978 quá mơ hồ và rộng rãi để bao gồm những gì một tổng thống có thể hoặc không thể giải mật. Mặc dù không có phương tiện chính thức nào trong PRA để tổng thống thực hiện việc phân loại đó, nhưng quyết định của tổng thống sắp mãn nhiệm loại trừ những gì ông hoặc bà ấy coi là hồ sơ cá nhân khỏi hồ sơ tổng thống được chuyển đến Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia cấu thành sự phân loại tổng thống. Trong số những hồ sơ đó là cá nhân, theo PRA, bà viết, Cựu tổng thống Donald Trump từ lâu đã khẳng định rằng mọi tài liệu ông sở hữu đều được giải mật theo đạo luật hồ sơ tổng thống. Công ty Unilever sẽ tách riêng đơn vị ice cream dự định sẽ sa so thải 7.500 nhân viên. Unilever PLC đã thông báo vào ngày thứ ba rằng họ sẽ tách đơn vị ice cream của mình như một phần trong kế hoạch tăng trưởng được công bố vào tháng 10 năm 2023 sau thu nhập quý ba đáng thất vọng. Đại công ty bán lẻ cho biết rất có thể họ sẽ tiến hành chia tách mặc dù họ đang xem xét những lựa chọn khác việc chia tách dự định hoàn thành vào cuối năm 2025. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 7.500 nhân viên, chủ yếu làm việc tại văn phòng trên toàn thế giới, trong khi chi phí xây dựng lại sẽ vào khoảng 1,2% doanh thu của hãng trong 3 năm tới. Cổ phiếu của Unilever đã tăng hơn 5% sau tin tức này, giao dịch cao hơn 4,29% lúc 9 giờ 39 phút giờ miền Đông tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. ITF nói rằng trận bố ráp đã bắt 200 người tại bệnh viện ở Gaza, khiến cho 20 phiến quân Hamas tại chỗ và 20 người khác ở khu vực xung quanh bị tiêu diệt. Hamas trước đó xác nhận rằng Fay Maho, người đứng đầu bộ phận an ninh nội bộ của ban giám đốc tác chiến đã thiệt mạng trong các cuộc đột kích của ITF tại bệnh viện. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Sancom tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ đã phá hủy 7 hỏa tiễn chống hạm tại khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào hôm thứ Hai. Ngoài ra, thì lực lượng Hoa Kỳ đã vô hiệu hóa 3 chiếc phi cơ không người lái UAV, đồng thời phá hủy 3 thùng chứa vũ khí của lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen, đã viết trên mạng rằng những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế trở nên an toàn và bảo đảm hơn cho các tàu buôn và hải quân Hoa Kỳ. Nga nói rằng quân Nga đã chiếm thêm khu định cư Olivka ở tỉnh Donetsk. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ngày thứ Ba tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không để Ukraine thất bại trong việc tự bảo vệ sự xâm chiếm của Nga. Ông Austin đã nói tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức trước khi cuộc họp trực tiếp lần thứ 20 của nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine bắt đầu. Ông nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và các đồng minh đối với Ukraine đã dẫn đến chi phí đáng kinh ngạc lên tới 211 tỷ đô la mà quân đội Nga phải gánh chịu. Nhận xét của ông được đưa ra khi quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục chưa thông qua dự luật phân bổ thêm kinh phí để giúp đỡ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm thứ Ba rằng quân Nga đã chiếm được khu định cư Olivka ở tỉnh Donetsk, nơi trung tâm chiến sự của Ukraine chuyển đến sau trận Adivka kết thúc và chiến công này đã được cải tiến tình hình dọc chiến tuyến. Bộ cũng cho biết quân đội Nga đã phá hủy 143 phi cơ không người lái của Ukraine, 38 hệ thống hỏa tiễn, phóng hàng loạt, MLRS và các loại khác nhau, bao gồm cả hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao HIMARS. Tổng thống Putin sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 5. Ông Putin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 5 để hội đàm với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của người đứng đầu Điện Kremlin trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông. Theo những nguồn tin với vấn đề này cho biết, chính phủ phương Tây ngày 18 tháng 3 cũng đã lên án việc ông Putin tái đắc cử là không công bằng và phi dân chủ. Tuy nhiên Trung Quốc, Ấn Độ, Bắc Hàn và Việt Nam đã chúc mừng người lãnh đạo kỳ cựu kéo dài thời gian cai trị của mình thêm 6 năm nữa. Sự khác biệt trong các phản ứng này nêu bật những rạn nứt địa chính trị vốn đã gia tăng kể từ khi cuộc chiến của Nga và Ukraine. Ông Putin sẽ tới thăm Trung Quốc, một trong những nguồn tin đã nói với Reuters. Các chi tiết về chuyến thăm được xác nhận bởi bốn nguồn tin khác, một nguồn tin khác cho biết Chuyến đi của ông Putin tới Trung Quốc có thể diễn ra vào giữa cuối tháng 5. Hai trong số các nguồn tin cho biết chuyến thăm của Putin diễn ra trước chuyến đi dự định sắp tới của ông tập tới châu Âu. Khi được Reuters yêu cầu bình luận về tin tức tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 5, điện Kremlin vào ngày 19 tháng 3 nói rằng một số chuyến đi ngoại quốc của Putin đã được lên kế hoạch và các cuộc tiếp xúc cao cấp để chuẩn bị cho các chuyến thăm này đang được tiến hành. Trung Quốc đang gia tăng mối ban giao thương mại và quân sự với Nga trong những năm gần đây, khi Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cả hai quốc gia. Hai quốc gia đã tuyên bố mối ban giao không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, khi ông Putin đến Bắc Kinh chỉ vài ngày trước cuộc chiến. Các nhà ngoại giao và các quan sát viên ngoại quốc cho biết họ dự đoán rằng ông Putin sẽ chọn Trung Quốc là điểm dừng chân đầu tiên sau khi tái đắc cử. Lễ nhậm chức tổng thống chính thức của ông Putin sẽ được diễn ra vào khoảng ngày 7 tháng 5. Việt Nam, Viện Kiểm sát ở Sài Gòn đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan. Viện Kiểm sát Sài Gòn đề nghị mức án tử hình ba tội danh, bà Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã ngã quỵ, được công an dìu cho ngồi để bảo đảm sức khỏe. Ngày 19 tháng 3, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan 68 tuổi và 85 bị cáo đã bước vào phần tranh luận. Tờ báo trong nước dẫn lời đại diện Viện Kiểm sát ở Sài Gòn đã đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, bà Lan bị Viện Kiểm sát tối cao truy tố về ba tội danh, tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Nhưng bà không nhận tội. Tuy nhiên theo viện kiểm sát, bà Lan có vai trò chủ mưu cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bà Lan đã thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền lớn. Hành vi của bà Lan đã gây hậu quả cho ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng là 2,6 tỷ đô la, đã phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Từ những cáo buộc này, đại diện viện kiểm sát cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn, tức là án tử hình, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng. Khi bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình, ba tội danh, bà Trương Mỹ Lan ngã quỵ. Sau phút bình tĩnh, bà được phép ngồi, thay vì phải đứng nghe viện kiểm sát nêu lên quan điểm giải quyết vụ án. Trong nhiều tiếng sau đó, bà luôn cúi đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Theo viện kiểm sát, ngoài bà Trương Mỹ Lan, những người đã thực hiện hành vi phạm tội hai lần trở lên giúp cho bà Lan gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần phải sự phạt tương ứng do vậy viện kiểm sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm trị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đối với hai bị cáo là đinh văn thành và bùi anh dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc ngân hàng scb tạ chiêu trung cựu thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, riêng các bị cáo nguyên là lãnh đạo của SCB như Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung được xác định là thành khẩn khai báo, tích cực tham gia với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án, tự nguyện nên có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai em, chị tên Hảo, chị luôn xem chương trình của hai em mỗi ngày. Hôm nay nhờ hai em tìm người bạn tên Trương Tiểu Kính, có hai cô em gái, có chồng tên Hoàng lúc năm chị đi Mỹ là 1987, làm cửa hàng bách hóa quận 5, nhà ở quận 5. Nay, nếu nghe tin này, hãy gọi cho chị số điện thoại 609-289-7130 hoặc địa chỉ email camisick.yahoo.com. Rất cảm ơn hai em. Chúc hai em mọi việc viên mãn. Bỏ Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn chị. Và xin nhắc lại, chị Hảo muốn tìm người bạn tên là Trương Tiểu Kính. Có hai cô em gái, chồng tên là Hoàng. Lúc năm 1987, chị đi Mỹ thì làm ở cửa hàng Bách Quá quận 5, nhà ở quận 5. Nếu nghe được tin này, xin hãy gọi cho Hảo số điện thoại 609 289 7130 hoặc là địa chỉ email chemi 6 yahoo com Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. À, hôm nay ngày đầu mùa xuân, ừ. mình thấy trời ấm áp ha. Ừ. Ngày hôm qua là coi như là ngày cuối cùng của mùa đông. Tự nhiên mưa xăm gió, chết. bão bùng sấm chớp. Có những nơi có mưa đá nữa thưa quý vị. Ừ. Nhưng mà qua rồi, qua rồi những ngày lo sợ bắt đầu nắng ấm tới. <laughs> nắng ấm tới là ai cũng thích hết. Đúng rồi ngày đầu mùa xuân lộc xin phép gửi đến quý vị một bài thơ về mùa xuân của chú trịnh quang chiếu uhm. nàng xuân tươi thắm tự đề mong chờ khói tuyết chóng tan để tôi thấy được một nàng tôi mơ bao ngày tháng đợi mong chờ bao nhiêu cảm hứng nguồn thơ dân tràn bao nhiêu hò hẹn dở dang nhịp cầu nói lại với nàng xuân tươi thơ này viết tặng mọi người có em bên cạnh, sắc tươi bông hồng. Em như lúa chín ngoài đồng, hương thơm ngào ngạt, tôi không quên mùi. Em về trần thế đều vui, có em là cả đất trời xanh trong. Bắc Mỹ mấy tháng mùa đông, biết chăng lữ khách trong lòng tái tê. Đông qua chờ đón em về, em đến hoa nở bốn bề cảnh tiên. Chim muôn qua giấc ngủ yên, nghe xuân vừa đến chim liền reo ca đất trời sống mạch chan hòa em mang xuân thấm mọi nhà khắp nơi vắng em ngừng hẳn cõi đời có em cuộc sống mọi nơi xanh màu trịnh quang chiếu wow, wow. <laughs> hay quá hay quá chừng luôn đó à, và hôm nay sao mà hồng loan cũng bận áo màu hồng trong đó chú có nhắc tới cái áo màu hồng của mùa xuân phải <laughs> chú đưa con bà này sớm một chút cũng được đỡ sao vậy để tán gái cho nó dễ <laughs> thiếu em là đất trời coi như là nghiêng ngã ừ. có em là sáng màu lên ừ. hay quá chú ơi <laughs> xong mà lời xuân của chú và lời thơ xuân của chú nó nó dạt vào tình cảm mà nó ngọt ngào quá mấy cô mà nghe chắc chết chú ơi lộc nghe lộc còn xỉu <laughs> ok ngày mai lộc lan kính gửi quý vị một số tin tức và một bài thơ xuân kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại có em cuộc sống mọi nơi xanh màu